Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Trung Trọng. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không có dịp gặp nhau. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách phân biệt một cái shipper hàng fake và một shipper hàng thật như thế nào, để các bạn có cái cơ sở sau này, ví dụ như các bạn ra các bạn gặp, các bạn biết được đâu là shipper thật và đâu là shipper giả, người ta không lừa được bạn. Thì mình sẽ bắt đầu từ ngoài vào trong ha, đi từ ở vỏ hộp rồi cho đến bên trong, rồi tới vỏ shipper, rồi cho đến bánh xe, những cái chi tiết tất cả của cái shipper để các bạn nắm rõ luôn. Thì đầu tiên thì các bạn cứ để ý, khi mà các bạn mà mua shipper về, nó cái mà dễ nhận biết nhất là cái vỏ hộp của shipper. Thì cái vỏ hộp của shipper mà hàng thật á thì nó rất là nét, nó rất là vuông thành sắc cạnh, nó được làm rất là kỹ, cho nên là vuông thành sắc cạnh nè, cái nếp gấp của nó rất là chuẩn, và các chữ ở trên nó, các dấu chấm đồ nó rất là nét. Các bạn chỉ cần cầm vô là các bạn hai bên cái vỏ thật cái vỏ giả nhìn vô thấy nó khác liền, in cái nét, in nét mực, từ nét mực cho tới nét của cái hình nó rất là nét. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn dở ra bên trong thì cái miếng đệm mà nhung á nó cũng khác, nó đậm hơn, và để nó chống cho cái shipper mà nó không bị chảy xước và nó không bị va chạm, bị mót và bị chảy xước, nó làm rất là tỉ mỉ đó. Cái thứ ba là trên cái tờ hướng dẫn cảnh báo á, nét không bị nhòe, in rất là ok. Thì các bạn những cái cơ bản đó thì các bạn cũng có thể thấy rất là rõ giữa cái shipper thật và shipper hàng fake nó chênh lệch như thế nào, về nó khác nhau như thế nào. Thì trên cái shipper thật thì nó có một cái miếng dán cảnh báo màu cam ở đây đó. Còn cái hàng fake thì nó không có, hoặc là nó có nhưng mà nó là cái miếng dán rất như nó như cái tem vậy đó. Là cái cơ bản đầu tiên là cái vỏ shipper, các bạn có thể phân biệt được nó. Thì sau khi các bạn kiểm tra cái vỏ xong thì các bạn sẽ kiểm tra đến, nó sẽ cầm cái shipper ra, mình kiểm tra cái mối hàng, mối đính này. Đây nó có hai cái mối đính, hai dấu chấm tròn. Cái hàng thiệt ấy, chấm rất là mờ ha, mà nó nét nè, nó tròn nè, cái lỗ nó rất là đẹp, hai dấu này. Còn cái hàng giả, các bạn nhìn hai cái lỗ chấm, hai cái chấm tròn này nè, nó bị nhòe, giống như nó bị loang, nó không được, nó dọc không có chuẩn đó. Nhìn các bạn nhìn nó rất là thô, còn cái của chính hãng các bạn nhìn nó nhỏ, nó tròn và nó rất là cái nét, cái đường bao của nó không bị nhòe, nó không bị lem ra đó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn để ý cái chốt nắp nó có hai cái, nó có năm khứa, năm phần, thì nó có hai phần là cái lưỡi lớn và ba phần là cái lưỡi nhỏ, và nó chia đều các khe ra rất là chuẩn đó. 1, 2, 3, 4 khe này nó chia ra rất là chuẩn, rất là gọn, nó không có hở nhiều. Cái phần trên và phần dưới nó không hở nhiều. Còn cái hàng vây nó sẽ bị hở rất là nhiều đó. Các bạn biết không, khi mà nó cái phần này hở nhiều nè, tại sao? Nó hao xăng, rất là hao xăng. Ví dụ như cái hàng thật các bạn xài có thể là được, nếu mà các bạn xài trung bình á, là nếu mà các bạn quẹt liên tục thì nó mất khoảng cỡ 3-5 ngày. Nhưng mà cái đối với hàng fake các bạn xài có thể là xài có một ngày nó cũng hết xăng, nó không đâu. Thì xíu nữa mình sẽ nói nó cũng còn thêm một nguyên nhân nữa chứ không phải đơn giản này không. Thì cái nắp nó sẽ không được khít, và cái phần hở của trên và dưới ngay chỗ cái chốt thì nó hở rất là nhiều. Thì đó là một phần cũng là cái các bạn có thể nhìn vô các bạn thấy rất là rõ ha, giữa hàng thật hàng fake. Thứ hai, các bạn nhìn ở dưới cái mọc đáy đó. Cái mọc đáy của cái shipper thì thực sự về cách đọc thì mình đã có một cái video hướng dẫn cho các bạn về cái cách đọc mọc đáy và
kiểm tra cái shipper của mình nó thuộc đời nào, sản xuất năm nào, tháng nào và ở đâu. Mình đã hướng dẫn rồi, mình sẽ không nói lại. Các bạn sẽ kiểm tra ở dưới cái phần video nằm ở những cái video của mình ở trước đó. Thì mình chỉ nói ở đây là cách phân biệt thôi. Hàng thật thì cái mộc đáy của nó rất là rõ, không mờ, chuẩn. Hàng phay là nó sẽ chữ nó sẽ không đều, nó khắc là dê hay là như thế nào nhưng mà không bao giờ đều được, không chuẩn, không tròn, không đều. Đó là cái các bạn chỉ có thể nhận biết. Cái thứ ba, cái thứ tư, các bạn để ý cái phần ruột. Đó, mình sẽ đi từng cái cho các bạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ để ý bánh xe ha. Mình sẽ để ý cái bánh xe. Khi mà cái bánh xe của cái shipper thật á, cái bánh xe này nó sẽ tập hợp những cái đường chéo chéo ngang nè, các đường chéo ngang chéo dọc và nó rất là sâu. Còn cái mà và khi các bạn quẹt á, các bạn cái tay của các bạn khi các bạn quẹt để đánh lửa, cái cảm giác nó nhẹ mà nó mềm, nó thoải mái, nó không có rách cái tay, nó khử. Thì cái giúp bô thật thì nó được như vậy, nhưng mà cái bô giả thì không có đâu. Bô giả cái răng nó rất là nông, rất là ít, và có cái răng nó sẽ là răng ngang, và khi đánh lửa rất là khó, và nó sẽ không quẹt cái tay mà nó rất là khó chịu đó. Cái thứ ba nữa là các bạn để ý ở dưới cái lưỡi gà, cái lưỡi đồng ở dưới đây nè, cái lưỡi đồng ở dưới cái bánh xe nó có một cái cổ đồng. Thì cái cổ đồng của cái hàng shipper thật á, nó sẽ dày, nó lớn hơn đó. Cái hàng của hàng phay thì là cái cổ đồng nó rất là mỏng, và nó được không được được sắc nét, và nó không được tròn đó. Cái tiếp theo để các bạn có thể phân biệt được là những cái đinh tán nè, những cái tán mà tán lưỡi gà nè, tán bánh xe nè. Cái hàng phay á tán rất là thô, và khi mà tán thì nó sẽ có lỗi, cái phần lỗi khi nó sẽ nứt hoặc là nó không đều, nó không tròn. Nhưng mà hàng thật các bạn cầm, các bạn thấy nó rất là tròn và rất là vừa khít luôn, và vừa rất là đẹp đó. Các bạn để ý tán. Một cái nữa là các bạn sẽ để ý tiếp theo để mà phân biệt là cái lưỡi gà, cái lẫy này, cái lưỡi gà, cái hàng phay á, nó sẽ không được nét. Cái hàng phay là cái lưỡi gà nó không được nét đó. Cái hàng thật thì cái lưỡi gà nó rất là nét, và nó nhìn nó sáng hơn, tại vì nó làm bằng hợp kim, nó vật liệu tốt hơn. Tại cái hàng phay thì vật liệu nó không được tốt, cho nên cái lưỡi gà nó không được sáng. Và thì sau khi các bạn kiểm tra hết tới đây, tới lưỡi gà, thì các bạn hầu như các bạn cũng có thể đánh giá được rồi đó. Nhưng mà mình sẽ chỉ các bạn thêm cái bạn sẽ rút cái ruột ra. Các bạn trong cái ruột của hàng phay á, hàng phay và hàng thật nó đều có cái chữ, cái dòng chữ là Made in Singapore USA. Nhưng mà cái hàng phay á thì nó là USA không có chấm, còn hàng thật thì bắt chữ U chấm một cái, chữ S chấm một cái, rồi chữ A, rồi tới chữ A. Còn USA của hàng phay thì nó viết liền luôn, và nó rất là mờ, có thể là nó bị lệch nữa. Thì các bạn nhìn cái chữ của nó, cái chữ nó mà nó dọc cái chữ ở trên này nó không được chuẩn đâu. Thì đó là cái hàng phay. Và tiếp theo các bạn sẽ để ý tới cái phần đáy. Thì cái buồng đá này, thì cái hàng phay á, cái cố đá này, khi mà cái hàng phay thì cái phần đáy này nó không được tròn, hoặc là nó không được đều đó, nó không sắc nét, cái rãnh nó cũng không được sắc nét.
cái lò xo nó sẽ giãn hơn, nó sẽ không 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 chắc, nó không có ấy bằng. Và các bạn để ý cái đầu nối của thằng này nè, nó sẽ bị lỏng, rất là lỏng. Cái lò xo cũng vậy đó, nó không được nét và cái lò xo nó sẽ tối màu hơn, nó sẽ tối màu, nó giống như nó bị đen vậy, nó không được sáng. Thì cái thằng này các bạn hãy dựa vào cái này, các bạn cũng có thể một phần để đánh giá, và một phần nữa là các bạn sẽ kiểm tra ở cái miếng chặn. Cái miếng chặn của cái Zippo hàng thật á, chữ của nó rất là nét và đều, màu đỏ rất là đều và nét. Nhưng mà cái hàng fake thì nó lại không được như vậy, cái chữ nó bị nhòe và có thể nó bị ngược, bị lật và nó rất là nhòe, nó không có được sắc nét và cái miếng bông của nó không được đẹp. Và cái tiếp theo nữa, một cái tiếp theo nữa các bạn để ý tới cái phần bông. Cái phần bông của cái hàng fake ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái bông của cái hàng fake nó sẽ bị vàng hơn. Và mình sẽ nói cái vấn đề này tại sao, cái hồi nãy mình sẽ tiếp cái vụ vấn đề mà hao xăng như các bạn đã nãy mình có đề cập á. Cái hàng fake thì bông nó sẽ vàng và nó sẽ ngậm xăng nhưng mà nó không giữ xăng được. Cái hàng thật của bờ của cái hàng mà hàng chính hãng hàng thật á, bông sẽ trắng và nó sẽ giữ xăng được. Các bạn để ý nha, cái kia là nó không giữ xăng được, nó hút xăng nhưng mà nó không giữ được, thằng fake á. Còn hàng thật là nó hút xăng và nó giữ xăng rất là tốt. Thì đó là một phần mà các cái Zippo của các bạn nó bị hao xăng, thì vì nó không giữ được, không giữ được thì khi các bạn bơm vô nó đầy hết. Nhưng mà khi mà các bạn để khoảng một ngày hơn một ngày là các bạn thấy nó xăng nó hết rồi, nó bay hết trơn rồi. Các bạn để ý cái đó. Và một phần nữa là, và cái cuối cùng các bạn để kiểm tra một cái Zippo thật á, Zippo giả, thì các bạn kiểm tra cái tim bắp. Thì khi mà người ta làm giả thì hàng giả thì hàng nhái thì nói chung là cái chất lượng người ta nó không được tốt. Cái thứ hai nữa là cái nguyên vật liệu nó cũng không được tốt, cho nên cái tim bắp nó có cái nó cũng không có di động, tim đồng á, nó không có di động, nó là chỉ là một cái tim dây bố chân thôi. Thì đó cũng là một cái phần để các bạn có thể phân biệt được. Thì mình cũng hy vọng là qua này các bạn có thể phân biệt được đâu là Zippo thật và đâu là Zippo giả. Thì cũng có một số mình còn một cái này nữa. Thường thì có một số các bạn nói là khi mà cái Zippo mà thật thì bật ra nó kêu nó thanh hơn cái Zippo bô giả. Thì nó chỉ là một phần thôi nha các bạn. Thì cái Zippo thật á, các bạn bật ra nó nghe nó rất là thanh và nó có tiếng vang, tiếng ngân á, bon là nó ngân rất là đóng nắp lại cũng vậy đó. Nhưng mà cái hàng fake á, khi các bạn mở ra cái tiếng nó khác, cái tiếng nó rất là gấp, nó không vang. Thì nó cũng là một phần các bạn có thể cầm và các bạn cảm nhận. Mình đang nói là cái Zippo trơn nha. Còn cái Zippo mà Zippo bạn điêu khắc, bạn đính lên thì các bạn đòi hỏi cái tiếng vang của nó là rất là khó. Đó. Thì các bạn nó kêu, tiếng kêu nó rất là gãy, gấp, nó ngắn, không có vang. Đó cũng là một phần bạn cầm vào các bạn có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Thì qua cái clip này mình cũng hy vọng khi các bạn chơi Zippo, các bạn đam mê Zippo thì các bạn có thể tìm hiểu, các bạn có thể phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng fake, để tránh mua nhầm những cái sản phẩm không được tốt. Tiền mất thì tật mang, nhưng mà cuối cùng là mình không được vừa ý của mình, xài nó không được bền và nó không vừa ý, cảm giác rất là khó chịu. Thì mình hy vọng là các bạn qua clip này các bạn có thể ai cũng có thể phân biệt được, có thể coi phân biệt được. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã chú tâm theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. Nếu các bạn cảm thấy video này có ích
thì các bạn hãy cho mình một like và bấm subscribe ở dưới kênh đăng ký của mình. Thì sợ đăng ký thì cũng không có mất mát gì như nào, nhưng mà đó cũng là một cái cách giúp mình để có thêm động lực, và mình sẽ làm những cái clip tiếp theo nó hữu ích hơn, tốt hơn, mình sẽ cố gắng hơn. Thì với những kiến thức hẹp của mình chia sẻ thì có thể là nó cũng chưa hết, thì mình cũng mong các bạn góp ý ủng hộ. Thì mọi cái thắc mắc hay là những cái các bạn cần giải đáp thì các bạn comment bên dưới cái video của mình, những cái nào mình có thể biết, mình biết mình có thể mình chia sẻ, mình hỗ trợ các bạn được, mình sẽ hỗ trợ các bạn. Các bạn có muốn mình chia sẻ thêm những vấn đề gì đó thì các bạn cũng comment bên dưới, mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm, mình sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn và tất cả mọi người, ai cũng có thể biết, anh em mình giao lưu với nhau nó vui hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.